nam mô đại từ đại bi quán thế âm bồ tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn phải biết quán thế âm bồ tát là dùng con mắt để nghe chứ không phải dùng lỗ tai nếu chúng ta dùng con mắt nghe được mới là quán thế âm đạt đến cảnh giới này tất cả khổ đều được giải thoát Bồ Tát Quán Thế Âm là người đắc đạo và đã thành Phật trong quá khứ lâu lâu xa có tên là Chánh Pháp Minh Như Lai vì Ngài vì tình thương và hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh nên đời đời hóa hiện nhiều thân tướng khác nhau để ban vui cứu khổ cho mọi loài. Đây tòa diệu pháp liên hoa, phổ môn một phẩm thơm lời kinh thi, linh màu pháp nhũ huyền vi, khoa quan bủa khắp từ bi mẹ hiền ngài vô tận ý khởi duyên cầu xin phật nói lý huyền vô thâm nhân vì bồ tát quán âm đẹp như tên gọi cõi trần lưu danh thế tôn từ mẫu giải rành chúng con được hiểu muôn sanh tỏ tường Phật nhìn đại chúng mắt thương, nụ cười hoan hỷ tuyên dương pháp màu, quán âm bi trí rộng sâu, tùy hình ứng hiện khổ sầu nhẹ vơi lắng nghe tiếng gọi muôn nơi tầm thanh thị hiện kịp thời cứu ngay xuống lên biến quá tương tùy đến đi vô ngại giữa dòng nhân gian quán âm diệu lực vô vàng niệm danh bồ tát thoát vòng tay ương lửa vây thiêu đốt phố phường niệm danh bồ tát lửa liền tắt ngay nước ngập bão lột đoan vây niệm danh bồ tát có thuyền đến ngay gặp quân bạo ác lưu đài niệm danh bồ tát ác kia hóa lì hiền gặp loài ác quỷ già so niệm danh bồ tát pháp màu giải vây bị trù bị yếm cuồng ngay niệm danh bồ tát gặp thầy chữa thương đi buông gặp cướp đón đường niệm danh bồ tát khách thương an toàn dục lòng đắm sắc mê say niệm danh bồ tát tỉnh lòng hôm nay muốn cầu con gái con trai niệm danh bồ tát gái trai phỉ nguyền bồ tát vô tận khởi duyên như lai giải rõ diệu huyền cơ thâm Quán âm hạnh nguyện vô khôn lường Hiển bài phương tiện độ trần mê say Pháp hành lưu diễn đó đây Ba hai thân tướng đổi thay diệu thường Thanh văn bích chi pháp vương Đế thích thiên tướng phạm vương thánh hiền Sa môn trưởng giả chư thiên Quan dân cư sĩ phước điền giàu sang môn nhân quý tiện cơ hàng tỳ khu nam nữ loại hình khác nhau dạ so càng thác la hầu ca lâu khẩn na ma hầu và la kim cang bồ tát thánh phàm tùy hình quá hiện độ hàm linh an pháp lành vô ý truyền ban quán âm từ mẫu mẹ hiền nhân gian bồ tát vô tận cùng hàng thiên long tứ chúng cũng tràn ngọc châu tỏ lòng tín nhiệm thâm sâu quán âm bồ tát nhiệm màu từ bi kính nhường tận lễ thiết thi quán âm dân cúng mâu ni nửa tràng nửa tràng đem để tháp tràng cúng Phật đa bảo đức lành niệm ân vì vô tận ý giải phân như lai tóm lược kết phần kệ, tuyên người nghe hạnh quán âm ứng hiện khắp mọi nơi nguyện rộng sâu như biển không thể nghĩ luận bàn trải qua hằng xa kiếp phát nguyện lớn trong sạch nghe tên cùng thấy hình quán âm thường nhớ nghĩ hay diệt mọi khổ não như có người muốn hại sâu xuống hầm lửa thiêu nhờ sức niệm quán âm không mãi mai nguy khốn hoặc bị kẻ thù đuổi ngã vấp nơi núi đá nhờ sức niệm quán âm không tổn hại thân thể hoặc gặp phải giặc vây dùng dao gậy toan giết nhờ sức niệm quán âm kẻ thù sanh tâm niệm hoặc bị nạn pháp luật ra hành hình sắp chết nhờ sức niệm quán âm đau gom gãy từng đoạn hoặc bị tù xiềng xích tay chân bị gông cùm nhờ sức niệm quán âm giải trừ mọi tai biến hoặc gặp quỷ la sát nhờ sức niệm quán âm ác quỷ không dám gần gặp thú dữ thú dữ vây quanh nhờ sức niệm quán âm thú dữ liền bỏ đi bị trùng độc tác hại nhờ sức niệm quán âm chất độc tự giải trừ mây đen mưa sấm sét nhờ sức niệm quán âm mây tan trời quang tạnh chúng sanh bị khổ ách vô lượng khổ bức bách nhờ quán âm diệu trí lực hay cứu người đau khổ đầy đủ sức thần thông trí tuệ làm phương tiện khắp cõi nước mười phương, quán âm điều hiện thân vào ra trong đường ác, địa ngục quỷ xúc sanh, khổ sinh già đau chết, không còn bị bất não. Thấy lẽ thật trong suốt, đèn tuệ lớn chiếu soi, tâm từ bi vô lượng, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, hào quang sáng trong ngần, mặt trời xua bóng đêm, cản ngăn nạn gió lửa sáng rỡ khắp thế gian tiếng lành vang sấm dậy ý lành tợ đường mây rưới mưa pháp cam lộ dập tắt lửa phiền não kiện tụng hầu cửa quan hoảng hốt nơi chiến địa nhờ sức niệm quán âm binh lửa điều dẹp từ trừ pháp huyền diệu quán âm chuyển động khắp trời đất vượt các tiếng thế gian khởi tính tâm thường niệm khi niệm lòng không nghi quán âm bật từ mẫu trừ khổ não tai ách quán âm chỗ nương tựa đầy đủ mọi công đức mắt thương nhìn cuộc đời phước rộng sâu như biển xin cúi đầu đảnh lễ bấy giờ ngài trì địa đứng lên lễ phật thưa hễ có chúng sanh nào nghe làm theo kinh dạy trí lực được tự tại sức thần thông ứng khắp công đức của người ấy thật khó nghĩ khó lường nhờ nghe lời phật dạy trong đại chúng hôm đó tám muôn bốn ngàn người đều phát tâm rộng lớn tu pháp môn vô lượng nguyện độ khắp mọi loài nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát nam mô đại bi quán thế âm bồ tát trầm hương sông ngát điện sen nở phật hiện thân pháp giới thành thanh tịnh chúng sanh lắng nghiệp trần đệ tử tâm thành hướng về tam bảo phật là thầy chỉ đạo bậc tỉnh thức vẹn toàn tướng tốt đoan trang trí và bi viên mãn pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức tăng là đoàn thể đẹp cùng đi trên đường vui tu tập giải thoát làm an lạc cuộc đời đệ tử nương nhờ tam bảo trên con đường học đạo biết tam bảo của tự tâm nguyện sinh chuyên cần làm sáng lòng bao viên ngọc quý nguyện theo hơi thở nở nụ cười tươi nguyện học nhìn cuộc đời bằng con mắt quán chiếu nguyện sinh tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài tập từ bi hành hỷ xã sáng cho người thêm niềm vui chiều giúp người bớt khổ đệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục nếp sống lành mạnh an hòa cho thân thể kiện khương nguyện rũ bỏ âu lo học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo Ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bạn bè chúng sanh, nguyện tu học tinh chuyên cho cây bi trí nở hoa, mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài vượt ra ngoài cõi khổ, xin Phật pháp tăng chứng minh gia hộ cho đệ tử chúng con viên thành đại nguyện. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô đức bồ tát đại trí văn thù sư lợi nam mô đức bồ tát đại trí văn thù sư lợi nam mô đức bồ tát đại trí văn thù sư lợi nam mô đức bồ tát đại hạnh phổ hiền nam mô đức bồ tát đại hạnh phổ hiền nam mô đức bồ tát đại hạnh phổ hiền Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm Nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời đều an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn tam bảo luôn che chở. Bốn loài sinh lên đất tịnh, ba cõi thoát hóa tòa sen hằng xa ngạ quỷ chứng tam hiền vạn loại hữu tình đăng thập địa nam mô đăng thập địa bồ tát nam mô đăng thập địa bồ tát nam mô đăng thập địa bồ tát Trời A Tu La và Dược So Đến đây nghe Pháp nên trí tâm Ứng hộ Phật Pháp được thường còn Xin nhớ làm theo lời Phật dạy tất cả đến đây cùng nghe pháp hoặc ở dưới đất hoặc trên không hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương ngày đêm an trú trong chánh niệm nguyện cho thế giới thường an ổn vô biên phước trí ít quần xanh hết thảy tội chướng điều tiêu trừ xa lìa khổ não lòng an tịnh đại chúng nhất tâm trì giới hạnh công phu thiền định gắn cần chuyên đức hoa đó qua tuệ giác nở trang nghiêm khắp nơi mọi loài đều an lạc con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết con về nương tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời thức tỉnh trì tụng kinh thâm diệu tạo công đức vô biên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền pháp môn xin nguyện học ân nghĩa sinh nguyện đền phiền não sinh nguyện đoạn phật quả sinh chứng nên quán âm hiện thanh tướng vua thần trong mười phương tùy loại tương cảm ứng cứu khổ giải ích nàng nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ. Linh cảm ứng quán thấy âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ. Linh cảm ứng quán thấy âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ. Linh cảm ứng quán thấy âm Bồ Tát. Hòa thượng thích tịnh từ. Nam mô A Di Đà Phật.